các bạn ơi, mình có bộ đồ chơi nấu nướng dành tặng cho bạn Mimi. Mình sẽ giấu được sao? Wow, các bạn ơi, phòng đồ chơi các bạn ạ. Mẹ có gì đâu? Mẹ không có gì. Mimi phát hiện rồi, Mimi nhìn thấy thôi. Mimi đây ở tặng Mimi này. Ôi Mimi ơi, không được. Mẹ cái này mẹ giấu, mẹ không tặng Mimi nữa, mẹ cho chim nhá. Mẹ cho chim, mẹ tặng chim mà, bộ này của chip nhá. Thì Mimi xin chưa? Mimi ngửa tay xin chưa? Chưa. Mimi hát đi, xong mẹ tặng Mimi hát ngoài, hát một bài đi để cho các bạn nghe nào, xong tặng Mimi. Ba cô con mẹ con cấm mẹ, mẹ con mẹ con cấm ba, mẹ nghe ca mẹ yêu quân yêu ba là đâu lao ca cô. Bạn Mimi giỏi quá, bạn Mimi ngoan quá, giờ tặng bạn Mimi nha. Bạn Mimi thích quá. Bây giờ chúng ta sẽ vào bóc ba đồ chơi của bạn Mimi nha. Ôi, bạn Mimi đang bị ho đấy. Thay đổi thời tiết thế này á, bạn Mimi bị ốm bị ho. Các bạn mình nhớ là giữ gìn sức khỏe nha. Phải thật khỏe mạnh nha, đừng có ốm nha. Thời tiết này là dễ ốm lắm. Bây giờ mình đây là bộ đồ chơi Mimi này. Đây là Mimi ơi, cười đây nào. Mimi ơi, thường quá. Bây giờ mình sẽ bóc bộ đồ chơi nha. Các bạn cùng xem bộ đồ chơi này có gì nha. Mimi bóc ra nào. Mimi bóc bộ đồ chơi ra nào. Các bạn ơi, tò mò quá, ở trong có gì? Wow, ôi nào, xem nào, ở trong nó có gì đây? Ôi, đây là một cái bát nhỏ nhỏ xinh xinh này. Ôi, các bạn ơi, hoành tráng không? Đố các bạn đây là gì? Bóp vào nào, bóp vào để cho các bạn dễ hiểu hơn nha. Nồi cơm điện, nồi cơm điện này, có bấm tít 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 hiện giờ luôn, có xoay luôn. Ôi, đẹp thế. Các bạn ơi, biết đây là gì không? Đây là bếp hồng ngoại đây. Nhìn xịn xó đấy, bấm này tít 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 tít. Đấy, mình bấm mình có thể nấu được đồ ăn nha. Ví dụ đây là mình đặt bếp đây nha. Đây, mình sẽ có một cái chảo. Bộ đồ chơi của Bibi xịn xò quá. Đây là đôi đũa đúng không? Đũa thiếu một cái nữa Bibi ơi. Thiếu một cái đấy, Bibi tìm tí nữa để ăn nào. Đây là mình làm có cái dĩa để xào đồ ăn nào. Xào 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 xào. Ôi, có cả một rổ này. Chiếc rổ nhỏ nhỏ xinh xinh để mình đi siêu thị mua hàng đấy các bạn ơi. Đây, mình có cả một chiếc nồi để nấu canh này. Đấy, xong mình đây là mình có vung đậy luôn. Mình xem nào. Ôi các bạn ơi, đây là cái gì đây? Có đẹp thế nhỉ. Sao đây giống cái thớt hay là cái gì đây các bạn biết không? Xem nào. Đây là cái gì đây? Bánh mì à? Đi ăn nào. Bánh mì ơi, xem nào. Đây là cái gì đây? Cơm à? Đây không phải là cơm. Đây rất giống cái củ gì nhỉ? Củ gì các bạn nhỉ? Củ gì nhỉ? Củ cải à? Củ cải. Củ cải, súp lơ gì đấy á. Cái đây. Đây là gì Bibi? Cơm. Chuẩn luôn, đúng rồi Bibi. Đây là cơm mình cho bát. Các bạn thấy chưa? Cơm này, bát này. Bây giờ mình sẽ lấy thìa ăn cơm nào. Nào Bibi ơi, Bibi ăn cơm nào. Bibi có đũa mà. Bibi có đôi đũa để Bibi ăn cơm đấy. Bây giờ Bibi ăn cơm nào. Ôi các bạn nhìn người ta làm có đẹp không này. Nhìn giống hẳn những hạt cơm luôn. Những hạt cơm dẻo ngon thơm. Mà các bạn ăn hàng ngày đấy, nhớ phải ăn ngoan nha. Ăn nhiều cơm mới mau khỏi ốm. Ăn nhiều cơm để mà khỏe mạnh các bạn nha. Đúng rồi đấy. Các bạn phải ăn nhiều để trông lớn nào. Bibi ăn cơm nào. Ăn đi, ăn cơm đi. Ăn đi, ốc sợi cơm của mình rồi. Phải ăn cơm nhiều mới khỏe khỏe được. Bibi ăn cơm. Bạn ơi, các bạn nhìn được đồ chơi của Bibi thích không này. Các bạn phải ngoan nha. Ngoan để mua nhiều đồ chơi nha. Bye bye, tạm biệt các bạn nha. Bye bye nào Bibi, bye bye nào. Bye bye. Hôm nay Bibi mệt, Bibi cứ nghẹt ra các bạn ạ, thường lắm.